Lô loa của JBL đến từ thương hiệu Mỹ JBL. Nhưng đỗi loa nhưng đa phần loa JBL là nó sản xuất tại Đan Mạch. Đây là những đôi loa JBL sản xuất tại Đan Mạch nhé. Còn loa sản xuất tại Mỹ thì nó có nhưng nó rất đắt. Thường những loa cổ ấy, mấy chục triệu, 20-30 triệu trở lên thì nó mới sản xuất nhiều tại Mỹ. Còn những đôi loa mà đã sản xuất tại Đan Mạch thì giá nó vừa tiền thôi. Hàng chính hãng xịn 100%. Hai đôi loa cây JBL và hai đôi loa thùng rất đẹp luôn, phải nói là cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc, trên dưới đều đẹp, góc cạnh không hề sứt mẻ thế nào cả. Bốn đôi, đây là một đôi JBL màu đen LX600. Đôi loa JBL tôi đang đấu vào hai cái loa dưới, có nghĩa là hai đôi giống nhau và hai đôi giống nhau, hai màu gỗ giống nhau, hai màu đen giống nhau. Đang đấu vào đôi loa JBL phía dưới là JBL LX600. Đây tôi quay luôn mặt sau cho bác xem đây. 4 ôm biết đi tan mạnh. Và loa thì nó không ghi công suất đâu nha. Nói luôn các bác là loa JBL ít ghi công suất lắm. Thì gọi loa bâu thế. Nó không ghi sản xuất tại đâu đâu. Nhiều đôi, 4 đôi cực kỳ đẹp luôn. Có cảnh cực kỳ xuất sắc. Đôi loa thùng này thì bát 25, một bát một tép, tép bom. Tôi mở cái cam sắt ra. Đấy, 4 đôi. Hai đôi màu đen này thì một đôi có giá là 10,5 triệu, còn hai đôi màu nâu gỗ này thì có giá 7 triệu. Đấy, loa JBL thì nói các bác là tiếng chất âm thì tiếng bass cực sâu rồi, không phải bàn, nó rất hợp với âm ly Lukman và âm ly đế đông, nghĩa là hai loại âm ly đấy hoặc là ma răng, đánh những cái âm ly đấy thì tiếng ra rất căng luôn, bass căng. 10,5 triệu một đôi màu đen, 7 triệu đôi màu gỗ loa cây. Thì tôi mở to nhạc các bác nghe nhá. Đành quên sao em, những con đò treo qua bên, ôi sống trong lòng hay là bài khác. Tôi quay mặt sau cho bác xem. Thôi em hãy về đi, chuyện tình đôi ta cực kỳ đẹp luôn. Góc cạnh nói luôn các bác là đẹp xuất sắc. Bây giờ vui quá áo vui lên xe hoa cùng. Đây là đôi loa cây. Loa cây này có mã là LX725MK2. Đều sản xuất tại Đan Mạch nha. Hàng xịn 100%. Loa này thì lỗ thông hơi tất phía sau cả hai đôi. Một đôi 10 triệu rưỡi, một đôi 7 triệu. Đôi nào đẹp xuất sắc lại góc cạnh. Đêm nay ta cho say quên đi. Bát này là bát 25 nha các bác nha. Bát 25. Gân là gân cao su. Gân cao su dưới là bắt buộc phải thay rồi. Còn gân trên này gân zin của nó hết này. Gân này cao su tốt hơn này. Còn tép là tép đom. Lỗ thông hơi phía sau. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau, tôi ôm
còn bao đang đánh với loa âm ly lúc này huyền thoại mơ hoang khi thức tỉnh ngờ nghe trong lòng sao vẫn thấy nắng. Ngày mình còn thơ in như hình với bóng phút giây chưa hề rời. Xuân qua mấy lần chôn kín chuyện xa xưa, tình cờ gặp nhau hai đứa cùng đơn vị không ngăn được nỗi mừng. Anh kể tôi nghe ngày anh quay loại một cái loa cây cho bác xem cho rõ. Xa cách nhau mấy năm rồi nhắc chuyện xưa thấy buồn. Thuở học trò ngồi trong lớp bây giờ chung chi kể anh nghe bọn mình lúc chia tay đêm từng xuân trôi dã từ ấu thơ mười năm cách. Vâng, tôi xin nhắc lại giá đôi JBL màu đen 10,5 triệu, loa cây 7 triệu, hàng ship đi toàn quốc, các bác đặt tiền khoảng 20-30% là tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel mang đến tận nơi, phí vận chuyển là người mua phải chịu. Tôi chỉ hỗ trợ đóng hàng và mang hàng đi gửi thôi. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm ở trung tâm quận Hà Đông. Xin cảm ơn.